Thưa quý vị, sáng nay, Quận ủy Hải Châu, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, đến dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay vượt qua nhiều khó khăn thách thức ban chấp hành đảng bộ ban thường vụ quận ủy hải châu đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo quyết liệt trong chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh xây dựng đảng và hệ thống chính trị theo tiến độ mà nghị quyết đại hội đảng bộ quận đề ra Đến nay, Đảng Bộ Quận đã hoàn thành 11 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao. Đáng chú ý, trong cơ cấu kinh tế, dịch vụ chiếm 91,64%, công nghiệp xây dựng chiếm 7,91%, nông nghiệp chiếm 0,45%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 14,5%. Tổng thu ngân sách theo kế hoạch giao tăng bình quân 17,35% một năm, đạt hơn 2.241 tỷ đồng giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu, 100% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được thường xuyên quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 272 đảng viên mới. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nhất là trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.